有外出啊？mắc tiền không? Bà chùa người ta mang rượu ở trong hương, mình nhìn cái rượu lại thèm, như bác xử lý. Như thế nào thì vâng. Em Yeah.
không làm cái dân đúng không? Thì mình cũng phải làm mình mới ngồi không mà phần này. Cái thằng rượu là nó cũng muốn tác hại rất là nhiều. Và riêng cái phải đến này, bình thường rượu đã tác hại thì đã nghe rất nhiều rồi, nhưng riêng với cái phải đến này thì rượu vào nó biết ngay. Thế là đối tượng là mình tránh được một tuần sẽ có nắng đi luôn. Rồi có á. Dịp Tết rồi rồi. Dịp Tết thì ngày nó hai lần. Trời đất ơi. Bây giờ anh phải làm thế nào đó mà một lần anh uống mà anh cảm thấy anh say cứ mừng lên. Thế là mình sắp hết nắng hơi rồi. Và anh qua mà uống chị. Chính cầu mình uống hộ. Tôi yêu cầu em thì không đi cầu là ông ấy chả uống rượu gì đâu còn hơn em. Mà ông đi sau, ông mới nghỉ đấy. Ông kiêng lắm nhưng mà ông kiêng lắm, lái xe qua là xe du lịch. Cậu họ. Ông lái xe xong rồi ngoài đường Giải Phóng. Ông chạy xe mà ông bỏ đi. Từ hồi ông có bận là người ông có rỡ rách ra. Rồi như này thì tôi biến mẫu đất anh dừng lại. Mình dùng nhiều thuốc quá thì là bây giờ đây thì được rồi, mình sẽ đưa xem. Bọc từ đó bọc cái nhông này. Cô đã biết, và thế cũng là biết cái dân thang. Và chỉ có môi được 15 phút ạ. Tức là nát đi dùng của tương được 15 phút. Chính thức 20 phút. Ngày có 2 lần là tốt, không ít là 2 lần. Và trong vòng 15 phút ạ. Cái gì chủ yếu nó sẽ làm cho thân mà sẽ mờ dần cái tinh thần của tôi, mà sẽ được luôn. Chị muốn hỏi về gì? Vâng, thì muốn hỏi về cái này đến tận chiều tối này em có không có thì em cho xong chiều tối em ship sang không cho. Quá buồn quá hai vợ chồng có thể là buồn.